Rồi, xin chào các bạn nha, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh YouTube của mình nha. Ở video lần này thì mình tiếp tục chia sẻ cho bạn xem về một con xe cốt 05 Kobelco SK 120-1. Con này đời 96, còn gọi là đĩa bay đó các bạn. Đấy, đang chuẩn bị lên bến nha. Xe này của mấy anh em Cà Mau nha các bạn. Mình thấy mấy anh em chạy xe biển số Cà Mau 69. Con này mình thấy cái xích như hơi nhỏ các bạn. Quá hẹp các bạn ơi, quay vuông cây cũng có một lục. Sáng nay là nãy giờ đứng để quay cái xe này lên không là ở dưới sông là không biết là ủi ngang bao nhiêu chiếc các bạn. Đây là cạnh Kinh Dài nha, thứ nhất. Xe vô quá vô. Tại trục đường này nó cũng như là cái trục đường chính đó. cái đường quá. Chờ tí ra vuông mình quay tiếp nha. Ok các bạn, đây là cái vuông xe Z đây. Mương này khá là lớn, mương này cũng đâu đó cỡ 5 m đó các bạn, từ giá 5 m. 5 m là mình tính từ cái mặt đen đen này thôi ha. Cứ tính luôn cái mặt trên này 6 m luôn á. Mương này quá rộng. Mà đi bờ cao bên kia thì mình nghĩ là lấy chắc không giáp đâu các bạn. Ra mình tới rồi vụt xích nó về, thấy quay trở lại méo méo là hiểu rồi đó. Tú con đó vòng qua bờ đó các bạn, lên lúc thị bờ trên một dừng vòng xuống các bạn đó, vòng xuống. Nhiều ạ, ô này nhiều á, từ giá 20 công á chứ không dưới nha các bạn. Bờ hiện tại là xe 05 làm như là 400.000 công các bạn. Hạ bờ xên lên, thấy giá 400 này giá cũng đẹp. Trình này là phải tấn một gạo. Nói chung là cái bờ này làm hơi cực các bạn. Bờ này làm giá 400 thôi mình. cháo này hút cực quá. Lúc có mưa này bự quá là phải kè các bạn, kè mé này nè, kè mé này chở ra lại mình là thấy nó hay hơn. Đây cái dàn bờ này nó cao sẵn rồi. Rồi mà rề theo cái bờ ban này lớn quá chỉ có rắn đó các bạn. Các bạn ơi, thành quả sau hơn 1 tiếng đồng hồ anh em làm ha. Đấy, vuốt cái bờ cũng khá là đẹp nha các bạn. Đấy, nói chung là xe làm rất kỹ, làm gì thì quá đạt rồi, còn gì nữa các bạn. À, làm rất kỹ luôn. Rồi, nói chung thì video mình chia sẻ về cái con xe này nó cũng khá là dài rồi các bạn. Thì có lẽ là mình sẽ tạm dừng cái video ở đây nha. Rồi hẹn gặp lại các bạn ở những video mới của mình ha. Rồi hồi ấy thì mình sẽ quay tiếp cho cả nhà mình xem. Rồi xin chào các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn.